Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Bút. Được bố mẹ đưa ra ngoài chơi, hẳn sẽ rất thích phải không? Tuy nhiên, khi ra ngoài, bé hãy nhớ phải cẩn thận với những người lạ mặt nhé. Nếu bất cứ ai lạ mặt có những hành động khiến bé không thoải mái, đừng ngần ngại hét to hoặc là tìm sự trợ giúp từ cảnh sát. Bạn Julia trong câu chuyện Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa, thuộc bộ sách kỹ năng xử lý tình huống cho bé, đã làm như vậy và thoát khỏi hiểm nguy đấy. Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa. Julia rất háo hức vì cô bé sắp được nhà trường cho đi chơi ở công viên giải trí. Mẹ của Julia đưa cô bé bữa trưa và hỏi: Julia, ba quy tắc vàng để an toàn trước những người lạ là gì nhỉ? Julia tự tin trả lời mẹ: Dạ, ba quy tắc đó là không bao giờ nói chuyện với người lạ, không bao giờ nhận đồ gì từ người lạ và không bao giờ đi đâu với người lạ ạ. Mẹ Julia vỗ vỗ vai cô bé và nói: Đúng rồi, giờ thì chúc con vui vẻ ở công viên giải trí nhé. Tất cả các bạn học sinh đều háo hức muốn được chơi các trò chơi thú vị và ngồi đu quay khổng lồ. Họ đi xe buýt của trường đến công viên giải trí. Các bạn nhỏ nóng lòng muốn chạy vào trong công viên ngay, nhưng cô Rose, giáo viên chủ nhiệm, đã ngăn các bạn ấy lại. Cô Rose căn dặn các bạn nhỏ: Không bạn nào được đi một mình đâu nhé. Chúng ta sẽ đi theo từng cặp. Mỗi người sẽ được chỉ định một bạn đi cùng. Các bạn cùng một cặp với nhau sẽ ở bên nhau mọi lúc nhé. Julia và các bạn của mình rất thích các trò chơi ở đây. Julia muốn tự mình đi khám phá công viên giải trí. Sau khi ăn trưa xong, cô bé rời khỏi nhóm bạn của mình và đi thơ thẩn một mình. Cô bé chơi rất nhiều trò chơi ở các quầy, nhưng không giành được phần thưởng gì. Bỗng nhiên, Julia cảm thấy mình đang bị theo dõi. Cô bé ngoảnh nhìn lại đằng sau và thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đi sau cô bé vài bước chân. Julia biết rằng những người lạ xinh đẹp có thể nguy hiểm. Do đó, cô bé quyết định rảo bước thật nhanh. Đột nhiên, người phụ nữ bước nhanh hơn và đến gần Julia. Cô ta mỉm cười, chìa ra một cây kẹo mút. Cháu có muốn cây kẹo mút ngon lành này không? Khi Julia thẳng thừng từ chối, người phụ nữ thì thầm vào tai cô bé: Cháu có muốn đến một nơi bí mật không? Đó sẽ là bí mật của chúng ta. Julia đáp: Cháu không được phép nói chuyện với người lạ và cháu sẽ không đi đâu với cô cả. Cô đang khiến cháu không cảm thấy thoải mái đấy. Cô đi ra chỗ khác đi ạ. Julia quay người bước đi, nhưng người phụ nữ kia đột nhiên tóm lấy cô bé từ đằng sau và thì thầm vào tai cô bé: Cháu phải đi với cô, dù cháu có muốn hay không. Julia bùng vẫy và thậm chí còn cắn vào bàn tay người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ không thả cô bé ra. Julia không hoảng loạn, cô bé hét thật to: Cô ta không phải là mẹ cháu! Tiếng hét của Julia đã thu hút sự chú ý của những người khác trong công viên giải trí. Một đám đông nhỏ nhanh chóng tụ lại ở đó. Tất cả mọi người đều muốn giúp Julia. Tuy nhiên, người phụ nữ xảo quyệt cố gắng thuyết phục họ tin rằng Julia là con gái của cô ta. Con bé là con gái của tôi. Con bé tức giận vì tôi không cho nó chơi trò chơi đu quay khổng lồ. Vì thế nó đang cố trả đũa tôi bằng cách là làm cho tôi bẽ mặt ở nơi công cộng. Bỗng Julia nhìn thấy một chú cảnh sát. Cô bé biết rằng các chú cảnh sát mặc đồng phục là những người lạ có thể tin cậy được. Cô bé cất giọng gọi chú cảnh sát nhờ chú đến giúp mình. Chú cảnh sát hỏi người phụ nữ những câu hỏi khó bằng giọng nghiêm nghị. Người phụ nữ sợ hãi và thừa nhận rằng Julia không phải là con gái của cô ta. Chú cảnh sát liền bắt giữ người phụ nữ. Cô Rose chạy nhanh tới chỗ đó và nói: Cô nhẹ cả người khi thấy con bình an vô sự. Đừng bao giờ đi một mình nữa nhé. Julia kể lại trải nghiệm của mình và hứa sẽ không bao giờ đi một mình nữa. Tất cả mọi người vỗ tay khen ngợi sự dũng cảm và bình tĩnh của Julia. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Bút nhé.